Xin chào tất cả các em. Thì để tiếp nối với series giải bài tập sát mát thì hôm nay anh sẽ đến với cái chủ đề nữa, đó chính là chủ đề mà mình rút gọn một cái biểu thức nào đó. Thì anh sẽ đưa ra hai cái ví dụ đơn giản mà anh lấy trong sách College Board, College Panda. Đó. Thì cái bài thứ nhất là bài này. Và cái bài thứ hai nó sẽ là cái câu như thế này. Được chưa? Thì trước khi mà anh giải ra bài này thì chúng ta hãy dành ra từ 2 đến 3 phút để mình làm trước, để mình ra được kết quả, sau đó là mình sẽ cùng xem cách làm. Rồi bây giờ anh sẽ làm bài này. Thì đầu tiên á, để mình làm được cái bài này thì mình phải cần phải nhớ như gì. Thứ nhất á, là ta có, khi mà ta có một cái thằng B chia thằng Q thì nó sẽ tương đương với B nhân cho nghịch đảo của Q là 1 phần Q. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái câu này. Thì mình có thể thấy là gì? Khi mình cái đề nó bắt mình là rút gọn một cái biểu thức như thế này. Ở trên là 1, ở dưới là một cục gì đó, được chưa? Bây giờ anh sẽ xử lý trước cái cục này, được không? Thì ta có cái phần mẫu nè. Ta có mẫu. Nó sẽ bằng với là gì? X trừ 1 trên cho 2 cộng cho X cộng 5 trên cho 3. Bây giờ anh sẽ quy đồng hai cái lên và anh sẽ rút gọn xem cái kết quả cuối cùng của cái mẫu số nó ra được bao nhiêu, được không? Thì khi đó mà ta quy đồng lên X trừ 1 nó sẽ nhân với 3 cho X cộng 5 nhân với 2 phần 3 nhân 2 và nó sẽ bằng với 3x trừ 3 cộng 2x cộng 10 phần 6. Rồi rút gọn là ta sẽ có gì? 5x, 5x cộng cho 7 phần 6, được không? Đây chính là cái mẫu số của chúng ta. Như vậy thì cái đề bài ta sẽ có gì? Suy ra ta sẽ có đề bài nó sẽ tương đương với, nó sẽ bằng với cái thằng nào này. Suy ra cái đề bài bằng với 1 trên cho nguyên cái cục mình vừa mới rút gọn, được chưa? 5x cộng 7 phần 6, được không? Thì mình cứ tưởng tượng là gì? Ở trên đây ấy, nó sẽ là B nè. Ở dưới ấy, nguyên cái cục ở dưới luôn nó sẽ là Q, được chưa? Thì ta có gì? B chia Q nó sẽ là bằng B nhân với 1 phần Q, được không? Q là gì? 5x cộng 7 phần 6. Thì khi đó 1 phần Q nó sẽ là 6 phần 5x cộng 7. Thì thằng này nó sẽ là 1 nhân cho nghịch đảo của thằng này lại, 6 phần 5x cộng cho 7 nó sẽ bằng với 6 phần 5x cộng 7. Yeah. Thì đây nó là cái kết quả cuối cùng. Đó chính là đáp án, đó chính là câu C. Đó. Thì cái này ấy, mình chỉ cần cẩn thận tí xíu, vậy là mình biết được là gì? B chia cho Q nó sẽ bằng với B nhân cho 1 phần Q, được không? Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Câu này thì mình thấy nó ít chữ hơn cái câu kia, nhưng mà nếu mình làm được ấy, thì mình cần phải cẩn thận tí xíu. Là có gì? 2 cộng 1 phần X, đúng không? Chia cho 2 trừ cho 1 phần x. Bây giờ để mình làm được câu này thì mình phải xử lý từng thằng, thằng tử, thằng mẫu nè. Thằng tử ta có gì? Thằng tử nè nó sẽ bằng với 2 cộng 1 phần x. Mình rút gọn, quy đồng lên nha. Nó sẽ là 2x cộng 1 trên cho x, được không? Còn thằng mẫu thì sao? Nó sẽ bằng với gì? 2 trừ cho 1 phần x. Nó sẽ là 2x trừ 1 phần x. Được chưa? Thì suy ra ta có là gì? 2x cộng 1 trên cho x phần cho 2x trừ 1 trên cho x. Được không? Rồi mình lại đặt là gì? Mình sẽ đặt cái thằng m đi.
bên đây nó sẽ là thằng thằng b nè, ở dưới thằng quy nè, thì sao b chia quy sẽ là gì? B nhân cho một phần quy, được không? Là gì? 2x cộng 1 nè trên x này, nhân cho một phần quy là gì? Thằng dưới nghịch đảo là gì? X phần 2x trừ 1, được không? Nên nó sẽ bằng gì nữa? Thằng x là hết nè, nó sẽ là 2x cộng 1 trên cho 2x trừ 1, được chưa? Với điều kiện xác định là gì? Là mẫu khác không thôi, x khác 1 phần 2. Đó. Thì mình chỉ đơn giản mình nghĩ rằng là gì? Khi ta có một cái phép chia b chia cho quy, đó, một cái phép chia lớn, thì mình chỉ cần đơn giản như là gì? Thằng b nó sẽ nhân với nghịch đảo của thằng quy, nhân cho 1 phần quy, được không? Đó. Thì hai bài này á, thì ra nó cũng là cái dạng mà đơn giản thôi, chứ nhưng mà anh muốn mấy đứa biết qua để mình sau này mình cập những bài này á, mình có thể làm nó một cách nhanh chóng. Đó, và chúc mấy đứa học tốt.